Bạn nào trong đây có đối phương tuổi Tý, tuổi Hợi, tuổi Dậu, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, tuổi Tuất và con số ngày sinh hoặc là những cái số liên quan tới họ là số 10, số 8, số 2 ha, số 3. Và mình vẫn thấy là số 5. Ok. Người này đánh lùng với bạn tại vì họ có những cái bộn bề trong cuộc sống nha, họ rất là nhớ bạn ha, rất nhớ bạn, họ biết là cái hành động của họ như thế nào đối với bạn. Nếu như hiện tại người này chưa biết thì người này đang ngấp nghé biết rồi hành động của họ đối với bạn như thế nào, người này đang ngấp nghé hiểu ra hành động của mình rối tung, làm rối bời, làm cho quan hệ này xuống bờ vực thẳm hoặc là làm mối hệ này xuống hố, nên bờ xuống ruộng là vì một phần của họ ha, họ biết nha. Và hiện họ đã ám ảnh bạn rất nhiều, họ nhớ bạn rất là nhiều, nhất về đêm trước khi ngủ, trước khi công việc đã được hoàn thành hoặc là chưa hoàn thành đi chăng nữa thì khi mệt rã rời rồi trước khi ngủ thì họ sẽ nhớ về bạn và họ mong muốn, vẫn mong muốn rằng họ sẽ mang cái gì đó tốt đẹp nhất để mình được bù đắp cho bạn, để bù đắp cho bạn những tháng ngày bạn đơn côi mệt mỏi và bạn tổn thương đau đớn trong trái tim của mình ha. Rồi bạn sẽ gặp họ thôi sớm thôi. Tuy nhiên rằng người này cũng hiện tại cũng chưa có tự tin lắm vào bản thân mình, mà không sao đâu, mình vẫn thấy họ rất nhớ bạn và cái nỗi nhớ này nó rất là ám ảnh luôn, nó nghiện bạn luôn nè, nó rất là nghiện bạn đó nha. Và hiện tại thì bạn và họ đang bị kìm kẹp với những cái suy nghĩ ám ảnh về nhau rất là nhiều, và ám ảnh về tiền bạc công việc luôn. Và quan hệ bạn với họ đang trải qua những cái thức tỉnh, những cái biến đổi tâm linh. Vì vậy, sẽ có những cái cuộc lột xác ngoặt, những cái cuộc lột xác ha. Những cái vỏ, những con sâu đang dần đóng kén. Và trong thời gian đóng kén là các bạn ngắt kết nối ha. Bạn còn phải được tái sinh, được hóa cánh bướm bay đi. Thì trong thời gian đóng kén á, yên trong cái kén thì bạn ngắt kết nối, không ai liên hệ với ai, không ai mừng liên quan tới ai nữa. Tuy nhiên các bạn lâu lâu vẫn nhớ về nhau nha, dù có giận hờn như thế nào, dù có mệt mỏi quá mức vẫn nhớ về nhau. Mình sẽ thấy một cuộc sẽ họ sẽ rén lên mạng xã hội của bạn, bạn có hình thấy hình ảnh cô gái tiên này không, đang lấp ló rén rén à, theo dõi bạn trước nha, theo đồng tính bạn như thế nào rồi mới xuất binh ra chọn ha. Đó rồi họ sẽ tới với bạn, họ sẽ bày tỏ tình cảm bằng cả con tim của mình bạn ha, họ sẽ thẳng tiến về phía của bạn trong khi khoảng thời gian chờ đợi quá lâu và quá mệt mỏi ha. Họ quá nhớ nhung bạn rồi thì họ sẽ xông pha thẳng tiến đến mà giải bày những cái nỗi khổ những trong cái thời gian qua mà họ đối xử với bạn như thế nào ha. Rồi